Xin mến chào các bạn. Thường mới biết thì Cà Mau mình chiếu là làm nghề biển mà, như khúc gần gần trên cái nước Cầu Dừa hoặc là mấy huyện gần á, thì cũng còn nuôi tôm công nghiệp. Rồi dùng xa xa như mình huyện sông Đốc hoặc Gạch Góc hay với mình Gạch Tàu đó, thì làm khai thác nghề biển. Thì mình đã từng quay chợ Cà Mau cho bạn xem rồi. Hôm nay mình sẽ đi quay cũng ít nghề là những công nhân ta như lục mực, lục tôm nữa mà. Nay thường mình sẽ quay cái cảnh lục mực cho mấy bạn thấy. Rồi khi nào mình gạch gỏi thì mình đi qua cảnh lục tôm nữa mà. Thường bạn biết mực thường bạn thấy chẳng ta lọc sẵn, giai đoạn người ta lọc sẵn ta để người ta bán thôi mà. Nay mình đi sẽ coi từng giai đoạn người ta làm con mực như vậy. Con mực mình muốn trắng đẹp tươi thì mình căng mực đây, ta phải căng mực tươi ha mà. Như trắng vậy nè. Lột gân mực nó mới đẹp hơn. Thường muốn lột thì mình phải quậy nước muối thiệt lâu. Quậy như cỡ trung bình cỡ 1 tiếng hồ cho nó cứng con mực lại, da nó cứng lại nè. Để cho nó dễ lột. Khi bây chạng chợ con thấy là mực cái trắng tươi cái mốc là nó lột da này hết. Thì còn để đầu nữa. Đây là những công nhân chiên này, chiên lùng mực các bạn. Làm giỏi thì ngày cũng kiếm được tiền triệu các bạn. Tại cái chị này bị chồng mối ghê thôi, nếu giờ chị có chồng nên chị lột là hai chồng lột ngày chịu ngoài khỏe đó các bạn. Tay nghề rất phương luyện nha. Này làm không thấy tay luôn. Này đấy, làm chung thì ngày cũng 500-700 mà. Làm mới giỏi thì ngày cũng có triệu có đó. Ừ, đăng lên vậy, chừng nữa đi, nếu nào có mình đi á nha. Này, ta đi ở đây làm nó hết à. Xong ham. Mình đi không? Thì làm như chung làm tệ thì cũng 200-300 khỏe. Mấy người chậm. Chung ngày này ngày nào cũng 400-500 nhưng tệ cũng la gì nữa không biết. Này làm chuyên nghiệp thì tay rất nhanh thôi mà, làm sao. Giữ thiệt chứ. Muốn quay cái gì? Làm nội tạng như được. Có nhậu không? Này không có ông xã đi buồn à. Thất thu à. Xịn 200 mà ngày 1 triệu hơn 1 triệu mấy rồi á. Tay nghề cao mà. Chung này cũng trải qua lâu năm đó mà. Thấy vậy như trung bình người cũng cả chục năm nghề hết trơn. Này là làm nhanh kỹ với bạn thấy. Mực mình lột rồi rừng nhanh chanh. Này chú gai cho đầu mình rửa nước muối vô lại nữa. Rửa nước muối cho nó sạch con mực nên cho nó trắng đẹp hơn. Nó cái này thì này kêu tàn mực. Đây là trứng. Trứng này lấy này người ta sẽ ra một giai đoạn khác nữa, ta làm ta phân loại ra. Trứng cơm với trứng trắng này ta kêu trứng. Đoạn ta lấy này ra. Trứng cái này ăn cực kỳ béo nữa mà. Mực này làm chứ khó làm lấy mấy trứng ăn béo. Nhìn là thấy một cái mực tươi lúc mình làm mình thấy nó ngon. Thêm là khi mực mình quậy mình nhìn dễ thấy nó săn lọt lượt dễ biết. Đầu này nó săn lên. Tại khi mình làm này mình lấy phải quậy nước muối. Mực là nó săn gì lên là thấy là cỡ này là người ta sẽ lột dễ nè. Tại thì cũng có nhiều xí nghiệp, nó xí nghiệp lớn thì nhiều công nhân hơn rồi xí nghiệp tôm nữa cũng gì nữa. Thì tất nhiên mấy chỗ làm nào có những chỗ lớn rồi chứ mấy chỗ nhỏ lẻ mà.
Ở đây chỗ này thì cũng 4-5 người, chỗ thì mười mấy 20 người, chỗ 20-30 người, sinh nghiệp lớn thì 100-200 người cũng có. Mà nghề mực thì nó ít nhân hơn nghề tôm, nghề tôm thì cũng nhân mới nhiều, tại cái lượng tôm lúc nào cũng nhiều lượng mực. Mình thấy này cũng không khó gì mấy, mà chỉ khó mình là tập làm thời gian, nếu biết làm thì cũng mau. Ở đây thì nhiều nghề mà, chứ nghề dính vô biển người ta lọc tôm, lọc mực thì là chủ yếu. Thu quỷ quay tay thôi nghe, hình dạng ta đẹp lắm à. Ta nói rồi nghe đó, ta là gì đó nồi về tước ngang đè ngang đè ngang cái bụng, cái là được bộ nội tạng kia không à. Cái này là kêu làm tàu bay hết nè, tàu bay. Cái loại là kêu làm tàu bay này, làm tàu bay bán chợ, thường thường các bạn thấy trên chợ Sài Gòn luôn ha. Còn gọi làm công ty thì lấy mắt lấy găng ra hết luôn. Mà để mình coi này, chỉ mình lột da rồi lấy tạng ra, nên làm công đoạn này nó mau hơn tí. Nè, hàng bán chợ thì là chừa lại, còn chừa đầu chừa mắt còn lại mà chừa găng, làm đi bán chợ Sài Gòn chúng ta bạn thấy. Nếu làm đi hàng công ty xuất khẩu nước ngoài thì là lấy mấy này hết luôn, bỏ này chích mắt nè, lấy găng đây bỏ luôn, khử khử miệng nè, bỏ miệng nhưng phải bỏ găng, miệng đen đen này nè. Tại găng nữa không biết chứ, cục găng trắng trắng này ăn ngon. Thì Tết là phải nghỉ ngơi chứ, tiền làm nhiều quá để đâu chứ hết. Để bị mọt ăn này sao? Tết có mặn nữa. Còn 3 ngày nữa. Vậy là mới mặn gần đây hả? Mặn 4, mặn 5. Chị này thì mặn tháng cũng dài 10 triệu nữa bạn. Hay lắm. Chụp khác bây giờ, để cái này ngoài. Tạng. Tạng quá thì cái tạng lát em. Ta nói rồi nha, hình dạng nhỏ như vậy mày hiểu rồi đó. Cái nang này thì nó cũng có vị thuốc nha bà. Trước cũng có người mua, bây giờ xấu cũng bỏ cho mấy. Còn mấy cái da đồ thì cũng đây người ta cũng bán rồi để cho cá rồi nuôi cá rồi ăn đó mà. Nuôi cá rồi ta lấy như đổ mình chắc làm xong hồi nước dơ người ta thay, người ta sẽ đổ ba cái tạng đó lại. Còn cái chuột sợ được sợ bị quất đó hay mẹ. Còn cái chuột quất ra. Ừ quất. Con nó sắp nhập được không được coi. Cái gì hết là cái gì quất. Trên cảng này thì đá xe là vô đẩy tới chỗ luôn không à. Khi đây người ta làm là sẽ kéo kéo để vào tới chỗ. Như vậy là phóng mình quay thấy thường thường là có mỗi vừa được có máy xay riêng hết trơn, nên cũng không có xay được, phải cũng có một hai chỗ xay lẻ lẻ cho khi người ta cần. Bạn làm mức đá gì mà sao bạn khóc quá trời vậy bạn, chân bạn bị thương hả? Vòng vòng đây thì không có hãng mà, nó nằm ở khác buồng khác, xe tải qua đây. Ở chỗ này như cũng là cái nhánh thôi để dựa đồ lại, khi tối người ta cần người ta tự lấy rút. Ban ngày thì đá này em thấy em bỏ ngày 2 cử, thì sáng cử, khi trưa cử, khi chiều cử, khi 3 cử nữa. Rồi khi tối phi người ta cần thì chưa có người làm nữa, rồi người ta sẽ lấy lấy lên. À, anh này làm thấy không, bạn thấy không, rất chuyên nghiệp ha. Mười mấy năm trong nghề chưa anh? Mới 20 năm rồi hả? Nó cứ vô bồ thủ ra đây nhìn. Ôi trời ơi, trời ơi, mới lên biết làm gì. Đưa lên luôn mà. Khéo lắm. Thường xe này em chắc nghĩ có 10 cây nữa. Chắc lên như 2 lớp. Vô tao mấy đấy. Ủa có dân cây dân cơ quá. Chuột cuồn cuộn cái gì. Xe thì để 10 cây, kéo vô là 10 cây. Anh em muốn có sức khỏe tốt rồi. Sáng hôm nước đá hả? Sáng hôm đá. Sức khỏe tốt, sáng hôm đá là khỏi chê luôn á. Mấy anh làm nước đá luôn, lực dữ lắm á nè. Chưa đưa. Đeo nữa hả? Nó quay ngay cái tay không mà nó quay mặt đâu.
Thì mực đẹp tươi là trứng nó cũng phải đẹp. Cái này lột xong hồi thì cũng ta sẽ ngâm lên nước này thôi, như vậy ta ngâm nước muối lại cho ta rửa lại cho sạch mực. Đây thì theo chỗ, cái này thì nó cứ mực mình để vô ngâm vậy nè, rồi ta ngâm nước muối để chút xíu, như nhiều khi ngâm tới trưa hoặc chiều luôn, thì theo số lượng ngâm gì chút xong thì ta sẽ ngâm lại một nước muối lại cho sạch mực lại nữa. Thường rửa hoặc 2-3 nước. Mực này lột ra xong là phải ấy thôi. Mực lột ra xong gì là phải lúc nào cũng phải ngâm nước chứ, không con mực nó sẽ không được đẹp. Đó, gì? Cái này tôi mới lột xong nên lúc đầu mình thấy nhìn thấy màu nước còn hơi đen. Tại vì chúng sạch mực mấy nước sau mình thấy nó sẽ trắng lên liền thôi. Sẵn đây mấy mực tươi mới về các bạn coi luôn ha. Mực lá, cốc. Này ống khô nè. Đây một ống trứng cũng có này, mắc lựa lại là trứng là không trứng. Một ống khô đây vô cắt kia cắt nhiều lắm rồi. Vô cắt gì đóng khô là đi ngoài biển nó đánh vô luôn. Này mực dai khô cũng vô bọc bọc. Này nhiều loại ống. Này là cái mực khô. Vô kênh 20-30 kg. Mực này bao ngon bao ngọt luôn. Thì trong về giai đoạn này rửa nữa không à. Này rửa mình như nước nó mới lột ra nó còn hơi dơ đó. Giờ mình xúc mình để này hơi gáo một chút rồi mình ngâm lại một cái nữa. Lúc này là thấy con mực hơi trắng trắng rồi. Nào mình lên mình thay thêm nước nha. Đây như làm chiếu là ngâm nước muối nha các bạn. Chỉ ngâm nước muối cho nó săn mực lại, nó cứng con mực thôi. Là một nguyên liệu thì nước cho thiệt lạnh thôi. Như mình phải pha nước trước, nước muối rồi với nước trong mình quậy lên cho nó mặn, với đủ độ mặn của nó với vỏ đá cho thiệt nhiều cho lạnh nước. Này như mực này nó quen các bạn ơi, mực nó mới lột mình chưa rửa nước lại thì nó còn nhìn nó đang đen, nó trắng nhưng mà nhìn nước nó dơ. Này mực này mình mới thay nước này. Nhìn thấy mực nó lên đẹp lên hẳn liền. Như nãy mình quay mực là nó cứ lên rồi bỏ nước cho muối vô là quậy vậy lên chút mực nó săn ha bạn. Nãy chưa thấy ai làm cái này cho bạn thấy. Cứ quay thời gian quay khoảng nửa tiếng mực cái đường nó săn lên là mới lột được. Nãy mới cũng chị làm cũng đầy thùng này. Như là nghĩa khoảng chẳng khoảng cả 200 kg một tí. Mới có 2 tiếng mà cũng có mấy chị làm, người làm năm được 50-60 kg đó rồi. Người 40-50, người thì 30-40 kg. Nhưng nghề mực này nó vô làm thì đều cũng làm mau lắm. Mình cũng xin kết thúc clip này ở đây ha bạn. Bạn nào có đăng ký hãy bấm chuông giùm mình. Bạn nào thích hãy chia sẻ cho mình. Mình cảm ơn các bạn.